Nếu như anh chị làm 20 năm mà lương không tăng thì nghĩa là anh chị đang nghèo đi. Làm thế nào để biến thu nhập 1 năm trở thành thu nhập 1 tháng? Chỉ có đi kinh doanh thôi. Để biến được thu nhập 1 năm trở thành thu nhập 1 tháng thì bạn phải trở thành một doanh nhân chạm tay hoa vàng, chứ không phải là trở thành một doanh nhân bình thường ở ngoài kia mở shop rồi lại phá sản. Xu thế kiếm tiền của năm 2023 là kinh doanh online. Nếu anh chị vẫn còn giữ suy nghĩ là kinh doanh truyền thống mà vẫn kiếm được tiền thì anh chị đã bị lỗi thời rồi. Thời đại 2023 là thời đại 4.0, là thời đại online, kinh doanh online. Bao nhiêu anh chị làm một công việc từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, tối về ăn cơm, uống nước và đi ngủ. Làm thuê, làm lâu năm mới được tăng lương. Lương thì tăng theo phẩy. Đòi hỏi 365 ngày phải là không được đi trễ, không được nghỉ việc, không được xin phép. Nhưng theo anh chị thì vật giá có leo thang hay không? Vật giá nó leo thang, nó tăng còn nhanh hơn lương nữa. Ví dụ 20 năm trước một dĩa cơm tấm sườn giá là bao nhiêu? 5.000, 6.000. Nhưng bây giờ dĩa cơm tấm sườn giá bao nhiêu? Bèo nhất là 25.000. Sau 20 năm dĩa cơm tấm sườn tăng gấp 5 lần. Và anh chị đi làm thuê, mức lương của anh chị có tăng lên gấp 5 lần hay không? Đó là lý do bạn làm việc chăm chỉ, cần cù, vất vả, nỗ lực, nhưng mà máy không có dư. Làm việc chăm chỉ, nỗ lực, vất vả mà không hiệu quả thì cũng bằng thừa. Chăm chỉ làm những việc thông minh, nó mới giúp bạn giàu lên được. Internet là một thứ đang rất là tuyệt vời. Nếu anh chị muốn thành công thì hãy kinh doanh online. Kinh online chưa bao giờ thấy khó. Chủ yếu là các anh chị có dám bước ra cái vùng không thoải mái của mình để mình tập luyện, rèn luyện và trở thành chuyên gia, trở thành một bậc thầy bán hàng đỉnh cao hay không, trở thành một doanh nhân chạm tay hóa vàng hay không. Thôi đừng có sợ, bất cứ gì cũng cần phải học. Không học thì sẽ không bao giờ biết làm. Anh chị được rèn luyện, anh chị được học từ một chuyên gia, một doanh nhân chạm tới hóa vàng thật sự. Anh chị được rèn luyện kỹ lưỡng, đúng bài tận tình. Sau 6 tháng mà lúc đó mình không có một sự thay đổi gì thì lúc đó mới sợ. Nếu như các anh chị có ý định làm giàu thì hãy đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc ngay bây giờ để học kinh doanh và làm kinh doanh đi các anh chị. Cái giá các anh chị trả có thể từ 2 đến 4 năm mà thôi. Nếu anh chị khao khát, có thể học tập và rèn luyện cùng theo nhé.